Mình xin hướng dẫn với các bạn một số cái huyệt mà giúp cho chúng ta được ổn định thần kinh để tránh hồi hộp lo âu. Cái thứ nhất, các bạn sẽ dùng ngón giữa này, các bạn sẽ gõ vào chính giữa trán. Các bạn gõ như này độ khoảng 30 đến 50 cái, gõ lực vừa phải, hơi đau một chút, 30 cái. Hết cái điểm giữa này 30 cái rồi, các bạn kéo ngang cái điểm giữa trán này ra đây, và từ chỗ đuôi mắt này các bạn kéo lên. Rồi các bạn gõ cái vùng này. Các bạn có thể gõ cả hai bên như vậy, cũng khoảng 30 đến 50 cái. Đây là điểm thứ hai. Rồi tiếp theo, điểm thứ ba, các bạn sẽ thấy đây là giữa hai đầu cung mày, và các bạn sẽ gõ điểm giữa này. Cái cách này các bạn có thể gì ạ? Khi mất ngủ các bạn cũng có thể gõ như thế này, hoặc là khi đãi trí hay quên các bạn cũng có thể làm thế này, hoặc khi lo âu hồ căng thẳng các bạn cũng ngồi và gõ nhẹ nhàng như thế này. Được khoảng 30 đến 50 cái. Đây là điểm thứ ba. Điểm thứ tư, các bạn không gõ nữa, các bạn sẽ dùng ngón tay trỏ này, các bạn đặt lên cái điểm lõm nhất trước tai. Các bạn đặt nhẹ lên đây, các bạn sẽ thấy có cái mạch đập, nó đập qua chỗ này. Thì các bạn đặt như vậy và giữ trong vòng 1 phút thì các bạn sẽ thấy chỗ này nó đập giống như cái nhịp tim của mình đang đập. Thì mình giữ như vậy độ khoảng 1 phút thì cái nhịp tim nó sẽ đập ổn định lại. Như vậy mình đã vừa hướng dẫn với các bạn 4 cách để các bạn có thể giữ cho chúng ta gì ạ? Ổn định tinh thần, giúp cho nhịp tim đập chậm lại và chúng ta bình tĩnh trở lại. Và trong tất cả các tình huống cấp bách, bình tĩnh là yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần đạt được để chúng ta có thể là gì ạ? Bình tĩnh giải quyết được mọi sự. Chúc các bạn luôn luôn thành công và an toàn trong mọi tình huống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào.